49. Đánh dấu tài sản. Lại là một ngày hoàn toàn mới. Bên ngoài trông thật tuyệt phải không, Rambo? Đúng vậy, hãy nhìn vào mặt trời. Nó trông giống như một chiếc bánh táo khổng lồ trên bầu trời. Brian, anh có đồ ăn không? Anh không có. Nhưng em đói. Bụng em sẽ không ngừng sôi ùng ục cho đến khi nó được cho ăn, anh hiểu không? Lũ gấu hôi hám. Giờ nó là tài sản của Vic. Một cái nữa cho chắc. Ồ, em biết rồi. Anh chỉ muốn dành tất cả món ngon cho mình phải không? Em đang nói gì vậy? Được rồi, em sẽ tự mình đi tìm. Không thể chịu nổi nó. Đó không phải là tiều phu Vic sao? Brian, đến xem cái này nè. Em tìm thấy gì đó. Đừng la hét nữa, anh tới đây. Một mẫu giấy ư? Trên đó còn có ảnh của tiểu phu Vic nữa. Cái gì vậy? Rambo, có gì buồn cười vậy? Một người thông minh như anh lại bị bối rối bởi một mảnh giấy. Buồn cười lắm. Vậy nó là cái gì vậy hả? Anh đang hỏi em hả? Nó là... Ở đây nói là... Đó là... Tiếp đi, lộn ngược rồi. Đó là... À, em biết rồi. Đây là phiếu ăn ở nhà hàng. Đồ ngốc. Em không thể nghĩ gì khác ngoài thức ăn sao? Đó là nhu cầu cơ bản mà. Và em là cậu bé đang tuổi lớn. Đúng là vô vọng. Anh nghe thấy không? Tấm thẻ đó ở khắp mọi nơi. Rambo, kiểm tra xem. Vâng. Và đây là của mình. Tiểu phu Vic. Và cái này. Và cái kia nữa. Giờ tất cả đều là của mình. Ông ta đang làm gì thế? Và giờ thì quay lại làm việc thôi. Ôi, ông ta lại đang cưa cây. Dừng lại. Ngươi không biết đọc à? Mọi thứ có danh thiếp của ta trên đó đều là tài sản của ta. Vậy đấy. Giờ thì tránh ra, đồ gấu ngu ngốc. Mọi thứ được dán nhãn là của ông ta. Thật nực cười. Những con gấu ngớ ngẩn đó có thể hơn mình về sức mạnh, nhưng nói về trí tuệ thì mình là người giỏi nhất. Thế nào hả? Không có mũ chẳng phải rất mát sao? Sao người dám? Trả lại mũ cho ta. Ông muốn lấy lại ư? Đến mà lấy nếu ông có thể. Còn cái này thì sao? Ngươi có thể giữ cái đó, lỗi mốt rồi. Và giờ nếu ngươi không phiền, cái cây này là của ta. Còn ngươi mau lùi lại. Nếu ngươi chạm vào cây của ta, ta sẽ kiện ngươi ra tòa. Đối diện nó đi, ngươi thua rồi. Ông đang đe dọa tôi ư? Đến lúc tống khứ ông ra khỏi đây rồi. Đợi một chút, không phải Brian nói rằng chiến thuật thông minh hiệu quả hơn vũ lực sao? Mình cần một kế hoạch gì đó. Vậy vấn đề là ở tấm danh thiếp này. Ồ đúng rồi, mình có thể bốc tất cả chúng khỏi đây. Khi đó quyền sở hữu của ông ta sẽ vô hiệu. Nếu không có thứ rào cản đó, mình có thể đánh bại tiều phu Vic. Mình là một thiên tài. Mình không thể để đến khi Brian khen mình. Mình biết gấu thích gì. Mình biết.
Tuyệt vô vích. Hãy xem đây. Và bây giờ ông không sở hữu một cái cây nào hết. Ngươi có thu được hết lại không? Một tờ cuối cùng tặng ngươi. Thật đáng ghét. Đưa nó đi. Giờ cái cây này không phải là của ông nữa. Nghe thấy không, Vic? Được rồi, ta sẽ tránh xa cái cây này, phải không? Nhưng ngươi có thể cũng muốn làm như vậy. Tiều phu đáng ghét. Mình không thể chịu đựng được nữa. Mình sẽ xé tất cả những tấm danh thiếp ngớ ngẩn này và sau đó đốt chúng. Rồi mình sẽ phá hủy chiếc cưa của ông ta. Và sau đó mình sẽ cho ông ta một trận. Điều đó sẽ dạy ông ta một bài học. Lần này tiều phu Vic đã rất thông minh. Ramble, đừng quá kích động. Chúng ta là những con gấu yêu hòa bình, phải không em trai? Giờ đi với anh nào. Vậy kế hoạch là gì, Briar? Em sẽ sớm biết thôi. Briar, tại sao lại đưa em đến đây? Ô, đừng nói với em rằng chúng ta tới đây để nghịch bùng nha. Đây không phải là trò chơi. Nhìn này. Cái gì? Không có thời gian để đùa đâu. Nhìn này. Xem đi. Em thấy dấu chân của anh, nhưng để làm gì? Anh đang định nói rằng Rainbow, nhanh lên nào. Bây giờ tôi đã in hình móng vuốt của mình lên đó. Cái cây này thuộc về tôi. Chúng ta cần nhiều bùn hơn này. Rainbow, lại đây. Em tới đây. Đây. Cái gì? Không ai có thể thấy danh thiếp của ông bên dưới dấu chân của tôi. Đáng ghét. Nó vẫn là của ta. Này, nó là của tôi. Đó là của tiều phu Vic. Của tôi, của Vic. Của tôi, của tôi. Nó thuộc về tôi. Nếu ngươi không nghe rõ thì nó vẫn là của ta. Đó là cây của tôi. Đây là cách tiếp cận ngoại giao của anh đã thất bại. Hãy thử ý tưởng của em. Khoan đã. Tổ ong được dán nhãn là tài sản của Vic. Chúng ta không thể lấy tài sản của người khác, phải không? Nhưng nếu chúng ta in dấu ấn riêng của mình, chúng ta sẽ trở thành chủ nhân của chiếc tổ. Và sau đó chúng ta có thể làm những gì chúng ta muốn với nó, phải không? Các ngươi. Rambo, đưa tổ ong ra. Chạy đi. Ôi, cứu tôi với. Những lúc lũ gấu đó đang bị ông đuổi theo, mình phải tiếp tục cưa cây thôi. Giờ các ngươi muốn gì? Tất nhiên là trả thù. Ông biết đấy, tôi thấy có rất nhiều nỗi đau trong tương lai của ông. Này, dừng lại. Ngươi không thể chạy nhanh hơn ta đâu. Đúng rồi, Ray, chạy đi. Bỏ nó xuống. Giờ nó là của ta. Đến lúc trả đũa rồi. Người nghe thấy không? Giờ thì lại đây. Ta sẽ tóm được ngươi. Quay lại đây, Vic. Giờ ông thuộc về tôi rồi.
Tập 50 Gấu vô địch. Thưa quý vị, đã đến lúc trao giải thưởng danh giá này. Và người chiến thắng của ngày hôm nay là Briar, anh nghĩ có gì bên trong chiếc cúp đó? Anh có nghĩ là mật ong không? Rainbow, đó là chiếc cúp. Chỉ người chiến thắng mới có được nó. Đó là lý do tại sao chiếc cúp vô cùng đặc biệt. Một chiếc cúp ư? Này Briar, dậy đi. Briar. Ôi Briar. Em muốn gì Rainbow? Xem này, anh thấy nó thế nào? Em thức cả đêm mới làm chiếc cúp này đó. Trông có vẻ ổn, anh đoán vậy. Anh đang ngủ mà, sao em đánh thức anh vậy chỉ vì cái đó chứ? Đi thôi em. Không, anh không muốn đi. Chúng ta hãy thi ninh tạ, ai thắng sẽ được nhận cúp. Ý tưởng tuyệt vời phải không Ray ạ? Không không không, anh không cần giành cúp. Em cứ giữ lấy nó, để em về ngủ tiếp. Tiểu thư Vích lại đang chặt cây kìa. Đúng rồi, em có thể thách đấu ông ta. Đó đúng là một ý tưởng tuyệt vời. Ôi, cưa máy của tôi. Ôi làm ơn, cầu xin cậu hãy để cho tôi cưa cái cây này. Tôi đã không cưa cây hơn một tháng rồi. Nếu cậu để tôi cưa cái cây này, tôi hứa sẽ rời đi được không? Không, không được. Bình tĩnh nào Rainbow. Để cho ông ta chặt một cái cây này thôi. Thật sao? Đúng vậy, nhưng trước tiên chúng ta phải có một cuộc thi. Cuộc thi sao? Nếu ông giành được chiếc cúp này, thì ông có thể chặt hết tất cả những cây mình muốn. Cuộc thi sao? Lũ gấu không đủ thông minh cho việc này. Mình chắc chắn sẽ giành chiến thắng. Được rồi, ta tham gia. Tuyệt lắm, quyết định vậy đi. 10, 20, 30, 40, 50, 365, 366, 369, 500, 1.000, 10.000. Ông ta đang làm gì vậy? 100.000. Ta là một cỗ máy siêu phàm, các ngươi biết không hả? Ông và tôi sẽ chơi đấm bốc. Hả? Đấm bốc? Với các ngươi? Các ngươi đang đùa à? Chúng ta thậm chí không ở cùng hạng cân. Ông bỏ cuộc rồi sao? Không không, ta chỉ cần phải đi vệ sinh. Đấm bốc với gấu ư? Mình có đi mới làm như vậy. Mình phải làm gì đây? Mình phải làm gì đây? Hòn đá ư? Đúng rồi. Không quá tệ Rainbow. Được rồi, chúng ta sẽ đánh bại Tiểu Phù Phích. Đủ gấu hồi hám. Chúng tôi đang đợi ông. Bắt đầu thôi. Rainbow. Này ông, hòn đá sao? Ông chơi ăn gian. Người đó không đặt bất kỳ quy tắc nào. Nhận lấy này. Chuẩn bị để đối mặt với sự diệt vong của ngươi đi. Không. Trật khớp rồi. Đáng lẽ mình phải mua máy nắng khớp chứ. Thắng rồi. Vẫn chưa xong đâu. Ông định làm gì chứ? À thì... Ông quyết định xong chưa? Không đời nào mình sẽ thua. Chờ một chút. Súng ư? Sẵn sàng để bị thổi bay bởi kỹ năng của ta chưa? Ồ không, chúng ta sẽ làm gì đây Briar? Để nói cho em biết, ông ta chỉ dọa thôi. Đứng yên.
Cả hai quay người lại. Ôi không, đừng bắn, đừng bắn. Các người đang nói gì vậy? Ta nghĩ chúng ta nên thử trò này. Vậy đó là một cuộc thi bắn chai. Luật chơi thế này: bắn chai dưới cùng, sau đó bắn chai rơi vào vị trí của nó, rồi tiếp tục. Dễ thôi mà. Đã hiểu chưa? Được rồi, bắt đầu nào. Không tồi. Được rồi, đến lượt các cậu. Được rồi, ông biết không, nó và tôi là những người chiến thắng trong cuộc thi bắn súng năm ngoái đó. Đây, nhà vô địch ư? Đúng thế, nhà vô địch. Ôi trời ạ, à, biết đâu nó chỉ đang bị chuyện thôi. Nhưng lỡ thật thì sao? Phải làm gì đây? Ôi, mình quên nạp đạn rồi. Và chúng thì chẳng hay biết gì hết. Nếu không có đạn thì chúng không thể nào thắng được. Mình quả thật là thông minh. Này Vic, hãy nhìn đi. Nó là ai vậy? Tiger Woods chắc. Hoa rồi. Đáng ghét. Không thể tin là chúng may mắn đến thế. Sao lại thế chứ? Vẫn còn một cái chai nữa. Mình thắng rồi. Sao năm ngoái anh thắng được chứ? Chúng ta vẫn còn cơ hội. Chúng ta sẽ vào vòng tiếp theo. Chúng ta chắc chắn sẽ đánh bại Vic ngay bây giờ. Các người muốn chạy đua với ta ư? Sao không nhìn thấy cân nặng của mình chứ? Nhanh lên Rambo, em phải đuổi theo. Theo sát vào. Rambo, cái gì vậy? Tiếp tục đi Rambo, em làm tốt lắm. Đáng đời người lắm. Rambo, em ổn chứ? Vượt qua chúng rồi. Và để chơi chắc chắn, với chút bảo hiểm này, Vicky quá thông minh. Nhanh lên Rambo, sao chúng không rơi xuống? Sao lại không? Rambo, chúng ta sắp về đích rồi, tiếp tục chạy. Các ngươi sẽ không thắng được đâu. Đã đến lúc chơi bẩn rồi. Chúng ta sẽ làm được Rambo. Cứ tiếp tục. Vạch đích kia rồi. Tránh đường ra. Vạch đích kia rồi. Mình sẽ thắng. Không thể nào. Ông ta sẽ thắng mất. Đúng vậy nào, Rambo. Mình sẽ thắng. Tiêu phu Vic, hãy thử thế này xem. Không bao giờ. Yeah. Em làm được rồi. Chúng ta đã thắng tuyệt quá. Em là nhà vô địch Ray à. Chúng ta là người chiến thắng.
Oh.